Thưa các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về mang tiền về cho mẹ và xem chỉ tay của những bạn mang tiền về cho mẹ. Tuyết Già chia sẻ để các bạn biết rằng mà mình cái lý do nào mà mình phải mang tiền về cho mẹ và tại sao trong cái lòng bàn tay của mình có những cái đường chỉ tay mà sanh phước, là vì cái lý do nào mà mình mà được sanh phước, tức là mình mang tiền về cho mẹ là như đó thôi là mình được sanh phước rồi đó. Nhưng mà có những cái phước mà gọi là giống như mình cúng lại nè, rồi mình đi chùa nè, mình niệm Phật nè, mình làm lành nè, thì trong tất cả những cái phước có cái phước mang tiền về cho mẹ nữa nha các bạn. Nói chung là tất cả những cái phước nào mà mình làm được thì mình cứ làm. Đó thì người xưa thì người ta rất sợ mà mất mẹ. Còn nói chung là thời nay á, thì nói chung là đa số thì hay giống như là bỏ mẹ đi phương xa để làm ăn á các bạn. Rồi dần dần rồi cái chỉ tay nó cũng thay đổi theo thôi. Nó thay đổi theo cái thời mà gọi là cái thời mạt kiếp này. Cho nên hôm nay Tuyết Già chia sẻ là Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu mẹ kính vì tổ tông. Thì những người mà giống như là trọng cha yêu mẹ cũng như là kính tổ tông, thì những người này được sanh phước. Nó có nhiều cái sanh phước lắm các bạn ơi. Mình cứu người cũng được sanh phước, mà mình ăn chay cũng được sanh phước, mà mình niệm Phật cũng được sanh phước. Nói chung là tất cả những gì mà mình làm, mà những việc thiện, việc lành là mình được sanh phước nha các bạn. Nhưng mà hôm nay Tuyết Già chia sẻ thêm về cái vấn đề mang tiền về cho mẹ và xem cái chỉ tay của các bạn mang tiền về cho mẹ nha. Rồi, cái chỉ tay của các bạn mang tiền về cho mẹ đó, thì ở đây á, là trên khuôn mặt á, là Tuyết Già nói như thế này. Trên khuôn mặt tất cả các bạn á, là giống như là mắt, mũi, miệng, đúng không? Thì coi như cũng là bình thường thôi. Tự vì Tuyết Già xem á, ở đây Tuyết Già xem cho cái bậc trung nha, không có xem tỷ phú. Thì người bậc trung á, thì chỉ cần mắt, mũi, miệng, kính là được rồi. Mũi kính, rồi cái miệng duyên dáng, khuôn mặt xinh xinh là được cái bậc trung rồi. Bắt đầu được cái bậc trung rồi, đúng không các bạn? Thì các bạn xem trên khuôn mặt á, các bạn nói gì nè, sao nhìn ai cũng giống ai hết á, làm sao biết người đó hơn, cũng như người đó kiếm tiền nhiều hơn, người thì kiếm mấy trăm triệu tháng, người thì kiếm 20-30 triệu, còn người thì giống như là có 1 triệu 2 triệu mà giống như khổ lên khổ xuống, đúng không các bạn? Là khuôn mặt cũng như là giống nhau, chỉ có nhân tướng học mới nhìn ra thôi. Rồi, thì hôm nay á, là mình nói nè, cái lý do như thế nào những bạn mà mang tiền về cho mẹ đó, thì trong lòng bàn tay á, là chắc chắn 100% luôn, chứ không phải mà 90% luôn, Tuyết Già khẳng định luôn nha các bạn. Tại vì đây là gọi là một cái đạo hiếu, mà cái đạo hiếu là nó đứng nhất trong cái ngành nhân tướng học. Cho nên á, bạn nào mà mang tiền về cho mẹ thì coi như mở bàn tay bạn đó ra, rồi các bạn sẽ xem rằng bạn đó sẽ có những cái đường mà gọi là định mệnh. Cái đường định mệnh này rất là quan trọng nha các bạn. Nếu ba đường chỉ tay tâm đạo, trí đạo và mạng đạo mình đã có rồi, nhưng mà mình không có cái đường định mệnh, không có đường làm chủ của cuộc đời, thì cuộc đời mình bỏ cha bỏ mẹ là nó cuộc đời mình dễ gì? Dễ trở thành giống như là trắng tay, tan nát hết sự nghiệp, mất hết sự nghiệp luôn đó các bạn. Dù mình đang ở một cái sự nghiệp, đang một cũng như là đỉnh cao đi, nhưng mà mình chỉ cần mình bất hiếu thôi, rồi cuộc đời mình nó chạy theo cái dòng đời, rồi lúc đó các bạn sẽ thấy là từ từ mình làm ăn mình rất là xuống cấp. Mà nhiều bạn không biết, Tuyết Già chia sẻ để các bạn nào hiểu ra thì cũng như là cố gắng để giữ được cái bàn tay sanh phước mà mới có tiền, mới là mới cũng như là làm được nhiều tiền đó các bạn. Tại vì cũng có rất nhiều bạn mà giống như là đem mang tiền về cho mẹ, cái này cũng như cái câu người ta nói vậy thôi, chứ cũng không có cần mà bạn mang tiền về cho mẹ đâu. Tại vì nhiều bà mẹ đó cũng rất là giàu có, cũng rất là có tiền sống, cũng
cũng không có cần mà phải con mang tiền về đâu. Thì đây ý nghĩa nói là giống như là mình mang một cái tình thương, một cái hiếu thảo, một cái sự giống như là trả công trả ơn, dù là một gói kẹo hay là một đồng tiền lẻ, chứ không phải là mình làm như mình mang hết tiền về cho mẹ. Tại vì có nhiều bạn mà lập gia đình riêng rồi mà kêu mang tiền về cho mẹ cũng rất là khó, đúng không các bạn? Mà có nhiều bạn đã lập gia đình rồi mà bạn đó hả vẫn mang tiền về cho mẹ được, thì hả Tiết già thấy bạn đó rất là sanh phước nhiều luôn. Trong lòng bàn tay của những bạn đó hả, nó có những cái đường mà gọi là tài vận nè, nhất là cái Gò Mộc Kinh nổi cao nè, rồi nó có những cái ngôi sao may mắn trong lòng bàn tay đó, rồi cái đường mạn đạo hả rất là đậm, nó rất là thọ nữa, sanh phước, nói chung là sanh phước đủ kiểu hết. Có thể mình hả giống như đường mạn đạo mình thọ, cái đường tâm đạo cũng thẳng băng luôn, mà đường trí đạo cũng thẳng luôn, thẳng rất là thẳng tốt luôn. Tại vì cái người mà đã mang tiền về cho mẹ thì họ đã có một cái tấm lòng mà gọi là hiếu thảo rất là cao, thì dĩ nhiên là trong cái đường chỉ tay của họ phải tốt. Cái đường tâm đạo, nhất là cái đường tâm đạo rất tốt, rất dài mà rất đậm, mà coi như hả không có bị dấu cắt nhiều, không có bị những cái hòn đảo, không có bị rời rạc, mà không có bị mà giống như những người mà người ta hả có một cái gì mà suy nghĩ ra bỏ cha bỏ mẹ là tự nhiên cái đường tâm đạo nó hơi bị ngắn. Hoặc là có những bạn như thế này, đường tâm đạo, đường trí đạo, đường mạn đạo cũng đẹp chứ không có xấu, mà bạn đó nhiều khi trong lòng á muốn mang tiền về cho mẹ dữ lắm luôn, thật sự luôn, mình cũng hả nhìn thấy rõ như vậy, mà bạn đó làm hoài không có tiền, lấy gì mang, nó khổ vậy đó các bạn. Có nhiều bạn vậy đó, cũng như khổ lên khổ xuống vậy đó, rồi không biết cách nào hết, rồi hả đâu có sanh được những cái đường tốt đẹp, những cái đường mà hạ định mệnh, những cái đường tài vận. Nói cho nên á thì Tiết già hôm nay chia sẻ như thế này, dù mình có thiếu tiền đi nữa thì giống như mình gửi cho mẹ mình một gói kẹo, nhất là những ngày Tết gì nè, mình nói ồ mẹ ơi con mua gói kẹo về cho mẹ, hai gói bánh đi. Tại vì có những bạn nhiều khi hả cả đời chưa bao giờ mà mua cho mẹ một ha, giống như một gói kẹo hay gói bánh, hay là giống như là dám trước cái tiền lương của mình mà cho mẹ lắm. Tiết già nhìn thấy chứ không phải không thấy mà Tiết già nói đâu nha. Giống như hả mua một cái cũng như một cái quà tặng sinh nhật cho bạn gái nè, thì thường thường á là mua những cái hàng hiệu là mấy trăm đô luôn đem để tặng cho bạn gái mà đi làm rất là cực khổ đó. Rồi nhiều khi mẹ mình á nấu cơm cho mình ăn nè, rồi hả chăm giặt quần giặt áo cho mình, lo cho mình tất cả cuối tháng lương á các bạn biết không, thì cái bạn đó ha lại giống như là mua quà cho gì, cho bóng hồng, cho người yêu mấy trăm đô luôn, rồi bà mẹ cũng chẳng nói gì hết. Thì khi mà bà mẹ như vậy á thì như thế nào, bà mẹ thường thường là người ta rất là thương con, nhưng mà trong lòng người ta có một cái gì nó buồn bã, nó tủi thân, hai hàng nước mắt người ta rưng rưng. Thì các bạn có biết rằng cái lúc đó là cái gì, thần linh đang ghi chép đó, các bạn thấy khổ chưa, thần linh đang ghi chép cho bạn đó. Thì cái bạn đó sẽ hả giống như những cái phúc của bạn đó là lấy lại hết, dù cho bạn đó những cái đời trước, những cái kiếp trước mà bạn đó đã từng làm phước rồi, nhưng mà cái kiếp này, cái kiếp sanh tiền, tức là cái kiếp hiện tại của bạn đó mà không kịp trả hiếu trả thảo, mà giống như cha mẹ làm cực khổ mà tiền đem cho bóng hồng hết nó, hoặc là hả giống như những người mà phụ nữ, con gái cũng như con trai, rồi giống như hả mẹ hả cực khổ nuôi nấng mà giống như mang tiền đi nuôi trai, cho trai ăn đó, trai cũng như gái luôn. Tiết già thấy rồi, cuối cùng hả cái cuối cuộc đời á, ra cũng như là ha nghèo khổ, rồi giống như là hả giữa nằm giữa đường giữa xá. Các bạn thấy những cái giống như những ở thành thị á, các bạn thấy những người homeless, những người vô gia cư rất là nhiều. Những người đó người ta giống như là cái thời điểm người ta nhậu nhẹt, người ta ăn chơi, người ta trác tán, người ta xa hoa, người ta giống như ăn uống xa đọa luôn, người ta không có nghĩ đến cái chuyện mà cha mẹ tổ tiên, cho nên khi trở về già các bạn biết không, rất là khổ. Chỉ cần các bạn có một cái bệnh nền thôi nha, một cái bệnh nền trong người mình thôi là các bạn thấy tiền nó đã ra rồi. Mình nằm một chỗ, lúc đó hỏi các bạn rằng
những cái bóng hồng á, nó có theo mình không, nó có lợi, nó quay ngược lại nó nuôi mình không, hay là mình hả, những cái chàng trai đẹp trai đó mình mê trai á, người ta có quay lại cũng như nuôi mình không, hay là người ta bỏ đi, người ta lập gia đình đó. Cho nên trước tiên á là mình hả phải hả giữ cái chữ hiếu cho tròn, phải chữ hiếu khi nào cha mẹ mình qua đời rồi mình còn phải lo mồ mả nữa, đúng không các bạn? Thì hôm nay Tiết già chia sẻ cho các bạn nào mà đã mang tiền về cho mẹ rồi thì tự dưng trong lòng bàn tay sanh phước, nó có những cái đường mà phải nói là những cái đường tài vận đưa thẳng lên, những cái đường mà doanh nghiệp là các bạn đưa thẳng lên ngon út, những cái ngon út, những cái gò nó nổi lên, phải nói là một tháng ít nhất, Tiết già nói là ít nhất là những bạn mà từng mang tiền về cho mẹ đó thì coi như á cái thời buổi đang khó khăn dịch bệnh gì nè, mà những bạn mà đã từng mang tiền về cho mẹ rồi thì ít nhất là một tháng 50 triệu, là ít nhất, mà Tiết già thấy không phải 50 triệu đâu, có những bạn đó kiếm một tháng mấy trăm triệu luôn á các bạn, làm hả cũng như là tiền vô giống như là hả không có ngờ luôn. Nhiều bạn nghĩ rằng ủa sao mình trẻ mà mình làm tiền nhiều như vậy đó, thì bạn các bạn thấy không, thì Tiết già thấy có những bạn mà mua nhà cho mẹ nữa nè, rồi hả lo tất cả những gì cho mẹ thì coi như mình được sanh phước, trong lòng bàn tay mình lúc nào cũng có những đường chỉ tay đẹp, có những cái đường mà ngàn vàng, là những cái đường mà giống như trúng số. Những cái đường trúng số này các bạn biết không, là hả không có cần trúng số đâu, ở đây trong sách nói trúng số mà nhiều khi các bạn làm ăn khấm khá hả còn hơn là trúng số, hoặc là các bạn hưởng được một cái của quạnh tài, một cái của hương quả, một cái của bất ngờ, ta gọi là bất ngờ, hưởng của bất ngờ như trúng số, đó là trong sách để nha, cái đường ngàn vàng nó, rồi cái bàn tay hả tự động là coi như trong những đường chỉ tay tốt đẹp nó sẽ hả đưa vô cái lòng bàn tay, nó rất là lạ. Tại vì hả hồi xưa tới giờ các bạn có biết rằng Tiết già cũng hả bình thường lắm, những lúc có tiền thì cũng hả mang tiền về cho mẹ cũng bình thường thôi, rồi hả nhiều khi phải dành dụm hả để đó, để dành khi mà mẹ mình mất á, mình hả có một cái số tiền để làm cái ma chay cái đám cho mẹ nữa, dành dụm như vậy, dù mẹ mình có la có mắng có chửi đi nữa hay như thế nào đi nữa thì cái bổn phận làm con của mình thì mình phải trả cái hiếu. Mình trả cái hiếu ở đây á là mình được sanh phước tới cái đời con đời cháu mình luôn á các bạn. Rồi nếu như cái bạn nào mà ngỗ nghịch hen, cái bạn nào không tin thì cái bạn những bạn đó hả sẽ đi vào những cái con đường hả giống như là nó đen tối mà không bao giờ thấy đâu các bạn. Chỉ cần mà giống như hả đi theo những cái tiếng gọi tiếng sét ái tình thôi, là đi riết mà đi mãi mê đi hoài, đi không bao giờ mà ngừng lại, khi đến một cái hố nào đó nó sụp xuống nó rớt xuống là tài sản sạch sẽ hết rồi, bắt đầu sao rồi coi như là hả người tình người ta bỏ mình, rồi cuối cùng mình cô đơn lạnh lẽ nơi nơi xứ người, không nhà không cửa không cha không mẹ. Tại vì thường thường á là ha mình ha hiếu thuận thì mình quần sanh hiếu thuận nhi, mình làm việc hiếu đạo thì sau này á khi trở về già mình có những cái phước sanh phước, những cái đứa con mình hiếu ngược trở lại, hoặc là mình sanh những cái phước để mình sống trở về già mà mình an nhàn hạnh phúc, rồi cái đường chỉ tay mình luôn luôn cũng phải đẹp. Đường chỉ tay không đẹp là không bao giờ mà làm ăn được hết. Những nhà tỷ phú á là thường thường á người ta rất là có hiếu với cha mẹ nha các bạn, có hiếu cha mẹ cực, phải nói là cực kỳ luôn đó, cho nên người ta mới trở thành tỷ phú được, chứ không phải mà tự nhiên mà hạ người mà giống như mà bất hiếu mà trở thành tỷ phú được. Nếu như người mà bất hiếu mà trở thành tỷ phú á thì cái tỷ phú đó hả là chỉ có một chớp nhoáng thôi là cũng sập thôi. Nó cái đường chỉ tay rất là lạ lẫm luôn. Cho nên các bạn yên tâm, nếu đường chỉ tay của các bạn chưa được đẹp, chưa được sanh phước thì các bạn ráng làm việc thiện, việc phước, và các bạn ráng có hiếu thảo với cha mẹ là tự dưng cái đường chỉ tay của các bạn hả có những cái đường mà gọi là những cái đường mà giàu có sang trọng bất ngờ luôn á các bạn. Tiết già chia sẻ thật sự luôn. Chứ hả nhiều khi á các bạn nghĩ rằng hả không có tiền làm gì mà mang tiền về cho mẹ được đó, cho nên mình không mang tiền về cho mẹ thì mình mang ít thôi các bạn,
có cũng như cục kẹo ha, cái gì gói kẹo hay là gói bánh gì đó các bạn, nhưng mà mang tiền về cho mẹ chứ đừng có mang ưu phiền về cho mẹ nha. Hiện nay coi như mang tiền về cho mẹ rất là nổi tiếng. Tại sao như vậy? Tại vì những bạn đó mang tiền về cho mẹ là những bạn đó kiếm tiền phải nói là nó khủng khiếp luôn á. Nhiều bạn trẻ đó nha, kiếm tiền ha, một tháng nha, tại Nhật nè các bạn biết không, một tháng mà mấy bạn đó kiếm mấy trăm triệu luôn, kiếm hả mà coi như hả làm chơi chơi thôi mà hả tiền vô ào ào luôn, tại vì mấy bạn nó rất là có hiếu với là cha mẹ đó. Tiết già được biết những bạn mà ở tại Nhật Bản nè, tại vì Tiết già đang sống ở Nhật đó các bạn, và Tiết già cũng xin kính chúc tất cả các bạn đều mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Ở video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.